Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kỳ Vương TV. Video này tôi xin gửi tới các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Lại Lý Huynh của Việt Nam và Ngô Tông Hàn của Singapore. Bước vào vòng thi đấu thứ 6, Lại Lý Huynh và Ngô Tông Hàn đều được 8 điểm. Mã 8 tấn 7, binh 3 tấn 1, áo 8 bình 9, mã 2 tấn 3, xe 9 bình 8, hình thành thế trận tam bộ hổ, xe 1 bình 2, binh 3 tấn 1, đen pháo 2 tấn 4 phong tỏa cánh xe. Đỏ mã 2 tấn 3, hình thành trận bình phong mã đi tiên. Mã 8 tấn 9, đen hình thành trận đơn đề mã. Pháo mã xe 8 tấn 1, Huynh tiến xe 1 mục đích di chuyển sang lộ hiểm yếu hơn và thoát khỏi sự khống chế. Mặc dù xe phải đi mất nhiều nước mới thoát được, nhưng về sau sẽ có tác dụng lớn. Đen lên tượng, đỏ bình xe sang lộ 6, bình xe sang lộ 8 để cùng dùng hai xe chóc pháo. Đen tiến pháo lên, đồng thời đang dọa bắt mã. Huynh thoái pháo 2, chuẩn bị bình pháo sang tiếp tục thoái mã về để đuổi pháo. Những nước chuyển quân rất hay của Lại Lý Huynh để phá thế khống chế của đen và tạo ra lợi thế cho thế trận bên đỏ. Tiếp tục bình xe bắt pháo, đen lao xe xuống hòng đấu pháo. Đen ăn lại pháo, Huynh nhảy mã lên, đồng thời giam cầm xe ở bên phía bên trong. Nước đi cực kỳ tinh tế. Đen mã 9 tấn 7, đến đây đỏ nên đi xe 7 tấn 2 để đè đầu mã. Nước sau lao mã tới thì sẽ hay hơn. Tuy nhiên đến đây Huynh chọn ăn mã ngay. Xe ăn về. Đến đây Huynh mất con mã chiến nên hình cờ trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Giờ mới đè mã. Thank you.
Huynh đưa pháo sang để bắt Mã. Mã buộc phải thoái về. Con xe đen ở lộ 1 của đen đã bị giam cầm rất lâu và chưa có cách nào để thoát ra được. Đến đây, pháo đen cắm xuống đuổi Mã nhằm mục đích để giải phóng xe đen thoát khỏi sự khống chế. Đen ăn về tốt, xe đen ăn về tốt. Vinh lên sĩ đuổi pháo. Đến đây, đen tiếp tục đấu xe. Nước này bắt buộc phải đấu vì không đấu sẽ mất mã. Sau khi đấu quân trận chuyến quy tàn, xe pháo tốt, chúng ta cùng theo dõi tiếp diễn biến của trận đấu. Một nước đấu quân rất hay của Lại Lý Huynh. Đến đây thì Huynh đã ăn thêm được một sĩ và một mã. Huynh đỏ nhưng bên đen cũng ăn lại được một tốt. Huynh ăn lại tượng, đổi cặp mã tốt lấy sĩ tượng mã của đối phương. Chiếu tướng đen thoái pháo về. Đến đây Huynh ăn thêm được một tượng. Đen bị mất tốt, coi như sẽ không còn uy hiếp trên mặt trận phòng thủ của Huynh nữa. Giờ Huynh có thể toàn tâm tập trung vào mặt trận tiến công. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem Huynh tìm ra cách nào để xuyên phá hàng phòng ngự của bên đen. Chiếu tướng Huynh đã ăn nốt con sĩ còn lại. Tuy nhiên đến đây trận hình xe pháo đối xe pháo cũng chỉ tính ra là hòa, chưa thể thắng được. Thế trận vẫn ở vào thế cân bằng thôi ạ.
Nếu đen thủ dẻo trận này hoàn toàn có thể hòa được. Vinh bắt pháo. Đỏ ăn sĩ chiếu tướng. Mặc dù bị mất quân sĩ, nhưng có thể nhìn thấy xe đen đang bị chìm xuống dưới phòng tuyến của bên đỏ và không thể lui về để phòng ngự. Và đây là một cơ hội rất lớn để cho lại lưới huynh có thể công phá. Đỏ xuất tướng, đen chạy pháo. Xe đen thoái ra bắt pháo. Vinh chiếu tướng buộc phải thoái pháo về. Vinh cắm pháo xuống một nước. Đen thoái pháo xe về phòng ngự. Vinh ăn ngay. Xe đen đưa vào bắt. Và khi xe đen về được đến nơi thì cũng là lúc tướng đen đầu hàng, những nước cờ dụ địch rồi tấn công mạnh bằng xe pháo khi xe đen chưa kịp về. Là tôi nhớ đến những trận binh pháp ngày xưa của Trung Quốc. Trận này có thể nói huynh đã áp dụng binh pháp để đưa quân địch vào bẫy, sau đó mới đưa ra đòn quyết định. Thật sự là một ván đấu rất hay và rất cảm xúc. Trận đấu rất đáng để chúng ta học tập. Mong rằng qua video này, các bạn biết thêm một hai cuộc hay, một sát pháp mới giúp cho kỳ nghệ thăng tiến hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, xin dành tặng một nút like, một nút subscribe cho kênh để có thể xem những trận đấu mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.